Thưa quý vị và các bạn, cuộc đời cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Dông là một trang sử vẻ vang, tấm gương cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản yêu nước. Trải qua hơn 20 năm liên tục hoạt động, cống hiến cho Đảng và cách mạng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, đồng chí vẫn tỏ rõ khí phách hiên ngang, ý chí kiên cường bất khuất của người cộng sản, một biểu hiện sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Đồng chí Hoàng Đình Dông, người con ưu tú của quê hương Cao Bằng, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau học tập và noi theo. Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Dông, mùng 1 tháng 6 năm 1904, mùng 1 tháng 6 năm 2024, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự tài liệu Hoàng Đình Dông, tự hào người con ưu tú của quê hương Cao Bằng do Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng thực hiện tháng 5 năm 2024. Sinh ra và lớn lên trên quê hương Cao Bằng, vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử văn hóa, với lòng yêu nước nồng nàn từ thuở nhỏ. Đồng chí Hoàng Đình Dông, người chiến sĩ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, đã dành trọn cuộc đời mình cống hiến và đóng góp cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Vinh dự và tự hào với những cống hiến lớn lao đó, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng luôn ghi nhớ công lao của đồng chí Hoàng Đình Dông, học tập, noi gương, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương cách mạng, luôn đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực, không ngừng phấn đấu vươn lên, góp phần xây dựng quê hương phát triển nhanh, bền vững. Đồng chí Hoàng Đình Dông, tức Hoàng, Lầu Vòng, Trần Tín, Nam Bình, Văn Tư, Võ Văn Đức, Vũ Đức, Lê Minh, Cụ Vũ, dân tộc Tày, sinh ngày 1 tháng 6 năm 1904 tại làng Thôm Hoáng, xã Hạ Hoàng, sau chuyển sang làng Nà Toàn, xã Xuân Phách, Châu Hòa An, nay là phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Là một học sinh thông minh, chăm chỉ, từ khi còn nhỏ, tiếp thu truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất chống giặc ngoại xâm của quê hương và gia đình. Đồng chí Hoàng Đình Dông sớm hình thành tư tưởng cách mạng, đấu tranh chống lại ách áp bức của chế độ thực dân. Khi mới 19-20 tuổi, đồng chí đã tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền tư tưởng yêu nước trong học sinh, sinh viên, thanh niên ở Cao Bằng và trường Bách Nghệ, Hà Nội. Năm 1927-1928, đồng chí Hoàng Đình Dông bí mật sang Long Châu, Trung Quốc liên lạc với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và được huấn luyện kết nạp vào hội. Từ chủ nghĩa yêu nước, đồng chí Hoàng Đình Dông đã sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin, tiếp thu đường lối cách mạng Việt Nam do đồng chí Nguyễn Ái Quốc truyền bá. Tháng 12 năm 1929, các đồng chí Hoàng Đình Dông, Hoàng Văn Nọn, Hoàng Văn Thụ được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng. Chi bộ hải ngoại Long Châu Trung Quốc được thành lập do đồng chí Hoàng Đình Dông làm bí thư chi bộ, được Đảng trực tiếp giao nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức, gây dựng và phát triển phong trào cách mạng ở Cao Bằng và Lạng Sơn. Đồng chí Hoàng Đình Dông trở thành một trong những người đảng viên Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng và là lớp đảng viên đầu tiên của Đảng. Trong quá trình hoạt động, đồng chí Hoàng Đình Dông vừa là người lãnh đạo, vừa là giảng viên trực tiếp giảng dạy, huấn luyện, đào tạo cán bộ. Đồng chí ra sức xây dựng cơ sở cách mạng, tập hợp quần chúng, tuyên truyền tư tưởng, con đường cách mạng theo lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Sau hội nghị thành lập Đảng mùng 3 tháng 2 1930, chi bộ hải ngoại Long Châu do đồng chí Hoàng Đình Dông làm bí thư, chính thức trở thành chi bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng phong trào quần chúng cách mạng dưới sự chỉ đạo của đồng chí Hoàng Đình Dông ngày 1 tháng 4 năm 1930 tại Nậm Lìn, xã Hoàng Tung, Châu Hòa An, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Cao Bằng tuyên bố thành lập do đồng chí Hoàng Văn Nọn làm bí thư là bước ngoặt đánh dấu sự phát triển vượt bậc của phong trào cách mạng trong tỉnh. Những năm 1930-1931, trước làn sóng đấu tranh cách mạng của quần chúng,
thực dân Pháp và bọn tay sai đã tập trung lực lượng điên cuồng khủng bố, đàn áp ở nhiều địa phương, khiến phong trào cách mạng trong phạm vi toàn quốc rơi vào tình thế khó khăn. Tuy vậy, ở Cao Bằng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Hoàng Đình Dông, các cơ sở đảng và phong trào cách mạng của quần chúng ở Cao Bằng tiếp tục được củng cố và phát triển. Đến năm 1935, đã có 10 chi bộ được thành lập ở 5 huyện với trên 70 đảng viên. Là lớp cán bộ được đào tạo từ Long Châu trở về hoạt động, đồng chí Hoàng Đình Dông vững vàng về tư tưởng, trưởng thành nhanh chóng qua các thời kỳ vận động cách mạng, trở thành hạt nhân đủ sức và uy tín lãnh đạo quần chúng đấu tranh. Những năm 1932-1935, đồng chí được cử đi các tỉnh miền xuôi chấp nối liên lạc với các cơ sở trong nước. Hoạt động tích cực ở Cao Bằng, Hải Phòng, Quảng Ninh và nước ngoài, trực tiếp lãnh đạo khôi phục tổ chức đảng ở các địa phương. Tháng 3 năm 1935, đồng chí được cử làm trưởng đoàn đại biểu xứ ủy Bắc Kỳ tham dự đại hội lần thứ nhất của đảng tại Macau, Trung Quốc và được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương khóa 1, phụ trách xứ ủy Bắc Kỳ. Năm 1936, đồng chí bị bắt tại Hải Phòng và bị thực dân Pháp giam cầm, chịu nhiều cực hình tra tấn tại các nhà tù Cao Bằng, Hòa Lò Hà Nội, Sơn La, Bắc Mê Hà Giang và bị đầy đi biệt xứ tại đảo Madagascar, Châu Phi. Nhưng với sách lược thông minh, khôn khéo, đồng chí đã tranh thủ lực lượng đồng minh và cùng các bạn tù chính trị để trở về tổ quốc an toàn. Về Cao Bằng, đồng chí cùng Đảng bộ Cao Bằng tích cực chuẩn bị khởi nghĩa, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng và là trưởng ban khởi nghĩa năm 1945 ở Cao Bằng. Sau cách mạng tháng 8 thành công, Nam Bộ bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp, đồng chí được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng giao nhiệm vụ làm chỉ huy trưởng bộ đội Nam Tiến và được người đặt tên là Võ Văn Đức. Trong những năm 1945-1947, đồng chí được cử giữ những chức vụ quan trọng như Chủ nhiệm Chính trị Bộ Giải phóng quân Nam Bộ, Khu Bộ trưởng đầu tiên Khu 9, rồi Khu Bộ trưởng Khu 6, trở thành cán bộ chính trị quân sự cấp cao lớp đầu tiên của Đảng, của quân đội. Đồng chí đã cống hiến hết mình đến hơi thở cuối cùng trên mảnh đất Nam Trung Bộ. Bất cứ ở cương vị nào, đồng chí đều thể hiện phẩm chất cao đẹp và bản lĩnh của một vị tướng quân tại ngoại, góp phần quan trọng trong thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng thống nhất lực lượng vũ trang Nam Bộ. Tài năng, đức độ của đồng chí Hoàng Đình Dông được cán bộ và nhân dân ở những nơi đồng chí đã đi qua yêu kính, nể phục. Thì với cái tài năng đức độ của mình ấy, thì Hoàng Dông đã được Bác Hồ là cử làm chỉ huy trưởng bộ đội Nam Tiến, trực tiếp đưa ba chi đội Cao Bằng vào Nam. Và khi đến Hà Nội thì ngày 1 tháng 10 năm 1945 ấy, thì sau khi làm việc với Bác Hồ và Thường vụ Trung ương Đảng thì Bác Hồ đã đổi tên đồng chí Hoàng Dông từ Văn Tư thành Võ Văn Đức và nói là tài năng đều rất cần, nhưng mà cái đức của người cán bộ cách mạng rất quan trọng. Và chính vì đó mà Hoàng Dông vào miền Nam ấy đã làm đúng lời dặn của Bác Hồ. Cho đến giờ thì phải nói rằng là dư âm về những việc làm và đức độ của đồng chí Hoàng Dông với đồng bào ở đấy vẫn được đồng bào và cán bộ hết sức là ca ngợi. Năm 1947, đồng chí đã anh dũng hy sinh tại mặt trận Ninh Thuận. Những hoạt động và cống hiến của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc đã thể hiện phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất, trải qua nhiều thử thách, hiểm nguy, vẫn luôn trung thành, sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc. Ghi nhận những cống hiến và công lao đóng góp to lớn của đồng chí Hoàng Đình Dông, Đảng và Nhà nước đã truy tặng đồng chí huân chương cao quý, huân chương Hồ Chí Minh, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2018,
công nhận đồng chí Hoàng Đình Dông vào danh sách các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đối với các địa phương có ghi dấu ấn của đồng chí Hoàng Đình Dông, để thể hiện sự tri ân tưởng nhớ, các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Khánh Hòa đã đặt tên đồng chí Hoàng Đình Dông cho những tuyến đường tại thành phố. Một số địa phương đưa vào ngân hàng tên đường và tiến hành triển khai đặt tên đường mang tên đồng chí Hoàng Đình Dông. Tại mặt trận Tân Hưng, Cà Mau là chiến trường ác liệt gắn liền với tên tuổi của khu bộ trưởng Vũ Đức, cũng được xây dựng bia tưởng niệm chiến thắng. Trân trọng với những đóng góp của đồng chí Hoàng Đình Dông, năm 1957, tỉnh ủy Cao Bằng quyết định đặt tên trường Đảng tỉnh là trường chính trị Hoàng Đình Dông tỉnh Cao Bằng, xây dựng khu di tích tạc tượng Hoàng Đình Dông ở chính nơi gắn liền với thời niên thiếu của đồng chí tại làng Nà Toàn, tổ 8, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng. Địa điểm lưu niệm được nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1988, trở thành địa chỉ đỏ cho du khách đến tham quan, học tập, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống quê hương cách mạng về tấm gương cao đẹp của một người cộng sản chân chính, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân. Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Dông, tỉnh ủy Cao Bằng đã khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo địa điểm lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Dông với tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng, với một số hạng mục được chỉnh trang xây mới, mở rộng đường giao thông. Trên cơ sở lưu giữ vẹn nguyên giá trị lịch sử nên nền nhà của đồng chí Hoàng Đình Dông, đây là niềm vui mừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng nói chung, và niềm vui mừng phấn khởi, tự hào của người thân, gia đình, dòng họ đồng chí Hoàng Đình Dông nói riêng. Nhận được sự quan tâm của cấp ủy từ tỉnh đến các thành phố, đến địa phương, thì với vai trò là trong gia đình cũng như trong dòng họ, thì đây là một trong những cái niềm tự hào khi mà được sự quan tâm để ghi nhận cái công lao đóng góp to lớn của ông trong cái sự nghiệp giải phóng dân tộc. Thì không chỉ riêng gia đình mà cả dòng họ đều phấn khởi và vui mừng khi thấy được sự quan tâm này và thấy được cái kết quả ngày hôm nay. Thì cũng mong muốn là trong thời gian tới thì tiếp tục nhận được sự quan tâm của từ trung ương đến địa phương, để làm sao cho không, ở đây là một cái điểm đến để cho khách du lịch của các thế hệ trẻ đến Cao Bằng để tham quan du lịch về lịch sử. Đây là một trong những cái điểm đến để tuyên truyền truyền thống lịch sử của non nước Cao Bằng đến không chỉ là người dân của địa phương Cao Bằng mà cả Việt Nam và cả khách quốc tế. Tại nơi quê hương của đồng chí Hoàng Đình Dông, phường Đề Thám, nơi cửa ngõ của thành phố Cao Bằng, nay đã trở thành khu trung tâm hành chính của tỉnh với các công trình dự án đã và đang được xây dựng như trung tâm hội nghị tỉnh, quảng trường, trụ sở làm việc của các cơ quan quan trọng trong hệ thống chính trị như tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, khối các cơ quan đảng, khối các sở ban ngành, bảo tàng tỉnh. Các dự án khu đô thị mới cùng những tuyến đường rộng rãi, sạch đẹp được đầu tư xây dựng tạo diện mạo mới, khang trang, hiện đại cho thành phố. Cơ cấu kinh tế của địa phương chuyển dịch đúng hướng, thương mại dịch vụ có bước tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp được quan tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phát huy truyền thống của cách mạng, trong thời gian qua thì Đảng bộ phường Đề Thám đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, coi đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Với niềm tự hào, Đề Thám có những người con ưu tú như Hoàng Đình Dông tham gia cách mạng từ những ngày đầu. Đây chính là những nhân cốt đi đầu trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia cách mạng và là tấm gương của các thế hệ mai sau noi theo. Đảng bộ phường Đề Thám với tổng số trên 800 đảng viên đang sinh hoạt tại 18 chi bộ trực thuộc Đảng ủy. Trong nhiệm kỳ qua, thì Ban chấp hành Ban thường vụ Đảng ủy đã tổ chức quán triệt học tập đi đôi với việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình trọng tâm của tỉnh, của thành phố và của phường một cách nghiêm túc và hiệu quả. Trong nhiệm kỳ thì cũng đã bám sát các nghị quyết để xây dựng chương trình hành động, chỉ đạo và định hướng có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, luôn coi công tác giáo dục và phát huy truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để Đề Thám thực sự xứng đáng là trung tâm hành chính của tỉnh. Làng quê hương cội nguồn cách mạng,
quê hương đồng chí Hoàng Đình Dông, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng trong những năm qua luôn kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, quyết tâm, quyết liệt, sáng tạo, đổi mới trong lãnh đạo chỉ đạo, đoàn kết, nỗ lực, giành được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện 3 chương trình trọng tâm, 3 nội dung đột phá thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, không ngừng quan tâm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Đảng, chính quyền, huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy chuyển đổi số, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, liên kết và hợp tác phát triển du lịch theo lợi thế và tiềm năng của tỉnh. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, xây dựng nội bộ đoàn kết, dân chủ, tập trung thống nhất, đề cao trách nhiệm, nêu gương, tạo sự đồng thuận cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thực hiện nhiệm vụ. Giai đoạn 2021-2023, tốc độ tăng trưởng bình quân của tỉnh đạt 5,46%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng dịch vụ, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh từng bước được khai thác hiệu quả. GDP bình quân đầu người, bình quân đạt 44,04 triệu đồng. Toàn tỉnh củng cố duy trì 17 xã, 15 xóm được công nhận nông thôn mới, bình quân đạt 10,19 tiêu chí trên một xã. Tăng trưởng du lịch, doanh thu từ du lịch vượt kế hoạch đề ra và tăng cao so với nhiệm kỳ trước. Từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Riêng trong năm 2023, tỉnh đã tổ chức công bố quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, góp phần tạo hành lang vững chắc, mở rộng tầm nhìn và khát vọng để Cao Bằng khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển nhanh, năng động, xanh, bền vững và toàn diện trong thời kỳ mới. Song song với đó, kiên trì bám đuổi và hoàn thiện các thủ tục, tiến hành khởi công tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng, Lạng Sơn, Chan Lĩnh, Cao Bằng. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 6.600 nhà tạm, nhà rột nát, thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 4,11%, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, công tác quốc phòng, chủ quyền an ninh lãnh thổ luôn được củng cố, giữ vững. Năm nay chúng ta kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Dông, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Cao Bằng. Thì đây cũng là dịp để nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Cao Bằng nói riêng cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc. Thì trong hơn 94 năm qua, học tập và noi gương đồng chí Hoàng Đình Dông, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã luôn kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương cội nguồn cách mạng. Trong bất cứ giai đoạn, hoàn cảnh nào của cách mạng, thì nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đều luôn thủy chung, son sắt, một lòng tin tưởng tuyệt đối theo Đảng, tự lực tự cường, đoàn kết, nỗ lực, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Thì tiếp tục phát huy truyền thống đó, nhưng năm tới đây, Đảng bộ và đồng bào các dân tộc Cao Bằng sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ lớn thì sau đây. Một đó, là toàn tỉnh phải làm tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực hơn nữa trong tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng trong nhân dân
nhất là với thế hệ trẻ, tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất cao trong toàn tỉnh, chuyển hóa thành động lực, thành nguồn lực nội sinh để xây dựng phát triển quê hương Cao Bằng. Thứ hai đó là tiếp tục phải đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của từng đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, của người đứng đầu các địa phương đơn vị trong tỉnh, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt cùng nhân dân các dân tộc tỉnh nhà khắc phục mọi khó khăn, tập trung phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, mà trọng tâm chính là triển khai đạt hiệu quả cao 3 chương trình trọng tâm, 3 nội dung đột phá của tỉnh và 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Đặc biệt là thực hiện hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng cao dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn, Trà Lĩnh Cao Bằng để tạo động lực bứt phá cho tỉnh thời gian đến. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Thứ ba đó là chú trọng phát triển giáo dục, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục huy động các nguồn lực để thực hiện hoàn thành chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, sử dụng thật hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo ở địa phương. Thứ tư đó là tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, chỉ đạo chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh năm 2024-2025, v.v. Từng bước xây dựng tỉnh Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững. Kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Hoàng Đình Dông, mùng 1 tháng 6 1904, mùng 1 tháng 6 năm 2024, người con ưu tú của quê hương Cao Bằng, toàn Đảng bộ tỉnh đã triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng, ôn lại truyền thống đấu tranh giữ nước, cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam nói chung và quê hương Cao Bằng nói riêng. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và khơi dậy lòng tự hào, tinh thần yêu nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên với Đảng, Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng. Năm 2024, kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Dông, tỉnh Cao Bằng đang đẩy mạnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về tấm gương đồng chí Hoàng Đình Dông, một tấm gương sáng ngời của một người chiến sĩ cộng sản kiên trung bất khuất, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và của cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của đồng bào và nhân dân các dân tộc của quê hương cách mạng Cao Bằng. Cả cuộc đời của đồng chí đã chiến đấu kiên cường, cống hiến và hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và lý tưởng cao đẹp, lý tưởng cộng sản. Việc tuyên truyền, giáo dục về tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, phẩm chất cao đẹp và chí khí kiên trung, bất khuất của đồng chí Hoàng Đình Dông sẽ góp phần giúp cho thế hệ trẻ Cao Bằng cũng như thế hệ trẻ trong cả nước hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống cách mạng, góp phần hun đúc, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc, của quê hương cách mạng Cao Bằng. Bồi dưỡng tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Qua đó, giúp cho thế hệ trẻ có thái độ trân trọng, niềm tin yêu và tự hào đối với quê hương đất nước, truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, của cách mạng Việt Nam và quê hương Cao Bằng. Tiếp thêm sức mạnh về tư tưởng, tinh thần, xây dựng lý tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng trong điều kiện hội nhập và phát triển hiện nay.
phát huy ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, nỗ lực và khát vọng vươn lên, làm chủ trên mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Lớp lớp thế hệ nhân dân tỉnh Cao Bằng luôn ghi nhớ công lao của đồng chí Hoàng Đình Dông và đóng góp to lớn của các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu. Từ đó, hun đúc ý chí, khát vọng vươn lên, cống hiến xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, theo lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết. Chúng ta hãy noi gương đồng chí Hoàng Đình Dông, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phấn đấu xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi mục tiêu cách mạng do Bác Hồ và Đảng ta đã chọn, mà đồng chí Hoàng Đình Dông cũng như biết bao chiến sĩ cách mạng đã chiến đấu quên mình vì mục tiêu cao cả ấy. Tự hào là một người con được sinh ra và lớn lên trên quê hương Đề Thám, cũng là quê hương của đồng chí Hoàng Đình Dông. Thế hệ trẻ chúng tôi luôn phát huy tinh thần kế thừa và truyền thống tốt đẹp của quê hương, không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đoàn kết, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức cho thế hệ trẻ, noi theo gương đồng chí Hoàng Đình Dông, vị lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh và văn minh. Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Dông là tấm gương tiêu biểu, được kết tinh từ những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, là một nhà lãnh đạo xuất sắc của giai cấp công nhân, nhân dân lao động Việt Nam của quê hương Cao Bằng, hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Niềm tự hào về người con ưu tú của quê hương là động lực động viên toàn Đảng, toàn dân ra sức phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19, góp phần xây dựng Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững.